Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu để cho mọi người lựa chọn. Đây, 20 cây cần. Giờ mình sẽ quay từng cây cần một cho mọi người nhé. Đầu tiên là một cây cần rút. Đây, cây cần này hiệu gì, hình như là có vẻ như là giống như là Shimano đó, nhưng mà giờ nó mất cái tem rồi. Đấy, thì mình không dám khẳng định nhé. Thường có một cái tem tròn nhỏ Shimano ở đây này. Đấy, cây cần này á, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó khoảng 85-90%. Bát Fuji FS6 này, dàn fan này. Đấy, fan trên này là fan kim loại luôn nhé. Còn chỗ này là đã được thay bằng fan có đá rồi. Này, nó bị gãy một đoạn độc rồi nha mọi người. Gãy một đoạn độc rồi. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, sáu lóng. Cây này dài 2m8, thu vào là 58cm, đường kính độc đỉnh là 2,2 ly. Nó gãy rồi đó, giờ nó còn có đoạn đấy thì mình đo 2,2 ly. Cân nặng là 160g. Đấy, cây này giá 100.000. Số 1, số 1 giá 100.000. Một giá 100.000 luôn rồi. Riêng mấy cái fan với lại cái bát Fuji này dư tiền rồi. Tiếp theo số 2. Số 2 là cũng cây cần nhìn tương tự cái cần kia luôn. Đấy, cũng theo mình nhớ là cây cần này là hiệu Shimano nha mọi người, nhưng giờ mất tem rồi, mình không dám khẳng định cho lắm. Đấy, bát này thường này. Cái cần này chất liệu phíp, ngoại hình của nó khoảng 85-90%. Đây, đọt của nó đây. Dàn fan còn ok luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy lóng mà. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy lóng tất cả nha mọi người. Bảy lóng. Dài 3m2, thu vào 59cm, đường kính độc đỉnh là 1,5 ly, cân nặng là 180g. Đấy, cây này cái số 2 giá 200.000. Số 2 giá 200.000. Quá rẻ. Tiếp theo lại một cây cần. Cần này cũng rút cho mình. Cái cần này là cây cần của thằng Daiwa, đúng rồi. Cái cần này là hiệu Daiwa, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Ngoại hình của cây cần này thì còn khoảng cỡ 70% thôi, là cái đoạn này này, chứ còn trên này thì nước sơn còn đẹp nhé. 75% đấy, 75% đi. Bát Fuji, bát vặn này. Đấy, dàn fan này, fan còn đẹp luôn. Đấy, đấy, dàn fan còn đẹp luôn. Đồ bu này, đấy, rất cứng nha mọi người, rất cứng, thật là cứng. 1, 2, 3, 4, 5, 5 đoạn tất cả, 5 đoạn tất cả. Đấy, năm đoạn. Cái này cần này dài 2m7, thu vào là 64cm, đường kính độc đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 360g. Cái này cái số, ba, bốn trăm,
Tiếp theo số 4 là một cây cần hiệu Olympic. Này, Olympic Made in Taiwan xuất Nhật. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây này thì 95% trở lên, 95% trở lên. Dàn phan rất là đẹp luôn. Đấy, dàn phan rất là đẹp luôn, khỏi chê luôn nha mọi người. Đấy, đọt thì mảnh này. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 có tất cả 7 lóng. Đại lóng nha mọi người. Đấy. Bát Fuji FX6. Fuji FX6. Cần này dài cần này dài 5m1, thu vào 83cm, đường kính đột đỉnh là 0,7 ly, cân nặng là 360g. Cái này cây số 4. 260.000. Số 4. 260.000. Tiếp theo số 5. Số 5 là một cây cần carbon nha mọi người. Này, số 5, đây là cây cần carbon nhé. Cần carbon. Này. Tem hiệu của nó đây. Đấy. Này. Cái cần này chất liệu là carbon, ngoại hình của cái cần này thì 90-95% trở lên. Dàn phan của nó rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Ok. Rất đẹp. Đột này, đột khá là cứng nha mọi người, cứng cáp nha mọi người. 1 2 3 4 5 5 lắm tất cả nha mọi người. Này. Cắt bò. Đây. Cái cần này dài carbon. Cái cần là dài 2m5, thu vào là 82cm, đường kính đột đỉnh là 1,6 ly, cân nặng là 220g. Này, giá 500. Số 5. 500. Tiếp theo số 6. Số 6 là một cây cần Olympic. Đấy, cần carbon nha mọi người. Cần carbon Olympic. Đấy. Bát Fuji. Đấy, cái cần này ngoại hình khoảng 70% trở lên nha mọi người, 70-75% trở lên. Đấy, dàn phan này. Dàn phan còn ok. Chỉ có lớp su ở ngoài này thì hơi khô rồi nha mọi người. Đá vẫn còn nguyên. Đá vẫn còn nha mọi người. Đấy, đá vẫn còn. Những cái khoang đây này là kim loại trơn luôn này. Đấy, tại vì nó nhỏ quá người ta không gắn đá nữa. Đấy, là nguyên zin của nó như thế nha mọi người. Đấy. Những cái xu này thì lâu ngày của nó hơi bị giòn. Đấy, đột của nó này. 1 2 3 4 5 6 7 nha mọi người, 7 lóng. 7 lóng tất cả. Cái cần này dài cái bát của nó này. Đấy, Fuji FX6. Cái cần này dài 5m, thu vào 85cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1,2 ly, cân nặng là 300g. Carbon Olympic. Cái này cây số 10 cái này cái số 6. Số 6. Giá 350.000. Carbon 350. Tiếp theo. Số 7 là cây cần Shimano nha mọi người, cần Shimano, chất liệu là phíp.
ngoại hình của cái cần này thì 90-95% trở lên. Đấy, cần phang của nó này. Đó, ngon đẹp luôn. Đấy, đọt. Đọt khá mạnh. 1 2 3 4 5 lóng tất cả nha mọi người, 5 lóng. Đấy. Bát Fuji FS6 này. Cần là dài 3,5 m, thu vào 82 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1 ly. Cần nặng là 260 g. Đấy, giá 200.000, số 7. 200. Tiếp theo là cây cần số 8. Số 8 là một cây cần đây, NK. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì rửa đi sạch sẽ thì nó cũng được 75-80% đấy. Đấy, dàn phang này. Đấy. Chỗ này nứt. Nứt một xí kim loại vô này. Đấy, nó đứt một xí kim loại vô đấy. Rồi, thế thôi. Đấy, đọt khá là cứng nha mọi người. 1 2 3 4 đoạn nha mọi người, 4 đoạn. Bát Fuji FX7 này. Cái cần này dài 3 m, thu vào 86 cm, đường kính đột đỉnh là 2,6 ly, cân nặng là 260 g. Cái cần này số 8 nha mọi người. Số 8. 250. Số 8 250. Tiếp theo cái cần số 9 này, hiệu của nó đây. Cái cần này á thì này, Alpha Tac nha mọi người, Alpha Tac made in Korea. Cần này chất liệu là phíp, phíp. Ngoại hình của nó, ngoại hình của cái cần này 95% nha mọi người, 95% này. Dàn phang còn rất là đẹp. Đấy, phang còn rất là đẹp nha mọi người. Đọt này. 1 2 3 4 4 lóng tất cả. 4 lóng. Bát Fuji FS6. Cần này dài 3 m, thu vào là 83 cm, đường kính đột đỉnh là 0,7 ly, cân nặng là 110 g. Đấy, rất là nhẹ. Cây này cây số 9. 250.000. Số 9 250.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 10. Số 10 là cái cần Eco Club này. Đấy. Cái cần này thì Bát Fuji FS6 này. Chất liệu là gì ta? Nhìn nửa giống carbon, nửa giống phíp. Không, mình cứ cho là phíp đi nhé, tại vì mình nhìn nó 5-5 giữa hai thứ. Đấy. Cái cần này ngoại hình của nó là 95% trở lên nha mọi người, rất là mới luôn. Này, dàn phang này rất là đẹp. Đây nè, đọt, đọt khá là ok. Đó, đọt không mảnh, đọt trung trung nha mọi người. 1 2 3 4 5 lóng tất cả, 5 lóng. Đây. Cái cần này dài 4,4 m, thu vào là 1 m, đường kính đột đỉnh là 2 ly, cân nặng là 320 g. Giá là 380.000. Cái này cây số 10. Số 10. 380.000. Số 10 380.000 nha mọi người. Tiếp theo số 11.
số 11 là một cây cần mà bây giờ thì mình cũng không thấy được cái tên hiệu gì đâu. Nhưng mà nhìn cây này thì giống kiểu cây Daiwa, giống kiểu Daiwa nha mọi người. Giờ màu mất tên mà không thấy. Với lại ở dưới cái đế này nè, đấy, dưới cái đế này mọi người thấy không? Mất cái đế ở dưới này thì người ta đây, người ta dán miếng da vào đây, rất là đẹp mọi người, dán da nhưng mà như thế này rất là đẹp. Đấy. Này, bát Fuji FS6 nhá, Fuji FS6. Đấy. Cái cần này thì ngoại hình của nó khoảng 85%, 85%. Đấy, khoan này. Khoan chẳng có đứt gãy bể gì cả. Đấy, cái đọt này. Đọt rất là mảnh nha mọi người. Cái đọt trên này chắc có khi giống như bị thay rồi sao. Đấy. Thêm cái đoạn đọt nữa rồi. 1 2. Có cái đoạn này, đoạn đọt này người ta thay, người ta sửa rồi. Nói chung cây cần thì đã bị sửa rồi nha mọi người. Đã bị sửa rồi. 1 1 2 3. Ba đoạn nha mọi người. Ba đoạn. Ba đoạn. Cần là dài 3,5 m, thu vào là bao nhiêu đó, là nó 4 đoạn như thế, 4 đoạn. Thu vào 1,04 m. Đường kính đọt đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 11. 11. Cái này bị sửa rồi nên cái này thì mình chỉ bán giá 200 thôi. 200 nha mọi người, 11 200. Cần số 12. Số 12 là một cái cần của hãng gì thì giờ cũng không thấy tên nữa rồi, tên mà tróc rồi. Đấy. Cái cần này bát thường này, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Đấy. Phang này. Đấy. Đọt hơi mảnh đó. 1 2 à, có một cái phang này bị hư này. Một phang này bị hư nhé. 2 3 4 5 6 sáu lắm tất cả người, sáu lắm. Bỏ cái này vô cho nó bảo vệ. Cái cần này dài 4,4 m, thu vào là 90 cm, đường kính đọt đỉnh là 0,7 ly, cân nặng là 260 g. Cái này số 12 giá 220 nghìn. Tiếp theo số 13 là cái cần này, có cái tem ở đây. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. Một đâu, trên 90%. Bát Fuji FS7 này. Đây, dàn phang này. Có điều cái đọt nó bị gãy mất cái phần đầu bu nên nó rớt ra hai cái phang luôn rồi. Đấy, mọi người về mua một cái hai cái phang và một cái đầu bu gắn vào đây nhé. 1 2 3 4 5 6, 6 đoạn tất cả, những cái fan còn lại còn ok hết nha mọi người. Đấy, chỉ có thiếu sót lẫn gãy này, tụt hai cái đầu bu phía trên này rồi. Đấy. Cái này thì
dài 44, thu vào là một mét, đường kính đục đỉnh là 1,2 ly, cân nặng là 360 gram. À, để mình uống cái độc cho mọi người thấy. Đó. Cây này cây số 13, giá 220.000. 13 220.000 nha mọi người. Tiếp theo số 14 là một cây cần đây. Marine, gì đây? Hiệu đây. Đấy, cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này thì khoảng 90-95%, còn rất mới đẹp. Đấy, vàng phan này. Ok. Đấy, đá còn nguyên nhé. Này, đọt 2 3 4 5, năm lắm tất cả nha mọi người, năm lắm tất cả. Bát Fuji S7 này, cái cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,05 m, đường kính đột đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 340 gram. Cái này số 14, giá 310. Tiếp theo cần số 15 là cái cần này. Hiệu đây, chất liệu là phíp cho mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90% trở lên. Bát thường này. Phan này. Đấy. Dàn phan còn ok, đá không bị vỡ. Đấy. Đọc. Khá là cứng cáp nha mọi người. 1 2 3. Nó có 3 đoạn tất cả, 3 đoạn. Cái này dài 3 m, thu vào 1 m 1, đường kính đột đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 200 gram. Cái này số 15, 180 15, 180. Số 16 là một cây cần Olympic, chất liệu là phíp mọi người. Cần Olympic chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì 90-95% trở lên. Đấy, phan này. Phan thì có một cái phan này nó bị đứt chỗ này. Đấy, mọi người về có thể dán keo AB hay gì đó lại. Đấy, nó vẫn còn xài sử dụng được nha mọi người. Vẫn còn rất là chắc chắn. Chỉ có nó bị đứt chỗ này, mọi người về dán keo AB lại. Đấy. Đọc này, đọc rất cứng cáp này. 1 2 3, nó 3 đoạn thôi nha mọi người, 3 đoạn này. Bát Fuji FX7, cần này dài 3,3 m, thu vào 1,23 m, đường kính đột đỉnh của nó là 3 ly, cân nặng là 380 gram. Cái này cây số 16, 350. Tiếp theo số 17. Số 17 là cây cần đây. Có mẫu chữ này. Đấy. Bát thường này, cái cần này chất liệu phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Ngoại hình của cái cần này thì 95% trở lên. Đấy. Phan này. Phan còn rất là đẹp nha mọi người. Dập. Đọc rất chính xác. 1 2 3, tất cả là 3 đọt, 3 lóng. Cái cần này dài 3 m, thu vào 1 m 1,
đường kính đọc đỉnh của nó. Ủa? 3,9. Tương tự dài 3 mét trong người, thu vào là một máy móc đường kính đọc đỉnh của nó là 200 là 2,6 ly, cân nặng là 260 gram. Cần này giá 200. Cần này là số 17. Vải 200. Tiếp theo là cây cần số 18, là một cây cần Daiwa, chất liệu là phíp. Và hình của cây cần này khoảng 90% trở lên. Đấy. Dàn phang còn đẹp này. Cái này bị nứt này. Về mọi người ưng thì mọi người dán KOB ngay chỗ này thôi. Đó khỏe không ạ? À? Đây này cũng nứt này, nứt này. Nứt này. Đấy. 3-4 lỗ như thế này. Đây. Đây mọi người. Dưới này cũng có đứt nứt này. Đấy, cái này thì mọi người về chấm AB giữ lại hết chỗ này thôi là ok à. Còn mình thấy vẫn còn cứng cáp lắm. Đây, đọt khá là lớn nhé. 1 2 3. Nó 3 đoạn luôn, 3 đoạn. Bát Fuji FX7 nhé. Dài 3 mét, thu vào 1m17. Đường kính đọc đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 320 gram. Cái này giá 300. Số 18. Rồi, tiếp theo cây cần số 19. Đây. Tay mà nó đó. Và cái cần này chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này 95% trở lên. Đấy. Khoan này cũng bị nứt nha mọi người, nứt nha mọi người, về chấm KOB vào nhé. Đấy, cái này cũng được. Về vô KOB giữ cứng lại. Đấy, còn mọi người muốn thì mọi người thay cho nó đẹp cũng được. Đấy. 1, nóng. 2, 3. Cái này cũng 3 lóng nha mọi người, 3 lóng. Bát Fuji FS6 này. Cái này dài 3 mét, thu vào 1 mét mốt, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,8 ly, cân nặng là 220 gram. Ui, như vậy. Mới. Cái này cây số 19. Cái này bán 350.000. 350.000, về cho mọi người dán mấy cái phang lại nhé. Tiếp theo cây số 15 là một cây cần, dù gì thì giờ không thấy nữa đâu. Đấy, cây cần này theo mình nghĩ rằng là lúc nguyên gốc của nó là một cây cần tay, nguyên gốc của nó là một cây cần tay, xong người ta chế phang vào nha mọi người, xong người ta chế phang vào. Đấy, cây cần này chất liệu là phíp. Đây. Đây. Nhìn cái đọt này chắc cũng bị thay rồi. Đấy. Dòng phang này, các coi dòng phang này, phang rất là ok nhưng mà cái phang này bị đứt này. À, bị đứt này, đứt này, 3-4 lỗ về phang gì đó. Rồi, 1 2 3 3 đoạn, 3 đoạn nha mọi người. Fuji FS6 bát, cái cần này dài 2,5 mét, thu vào là 1m19, đường kính đọc đỉnh là 1,2 ly, cân nặng là 160 gram. Cái này số 20. Số 20 giá 20. Giá 200. 20 giá 200 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng. Đồ cao thì mình sẽ ship code nha mọi người. Và đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới ship. Mọi người khi mà nhận hàng á, trước khi nhận hàng mọi người phải mở hàng ra kiểm tra kỹ lưỡng. Đấy, xem nó có bể vỡ hay sai sót gì khác không. Rồi mọi người có thể, ví dụ gặp trường hợp mọi người có thể hoàn hàng về
đó, nếu như theo lỗi của bên mình bán và bên do bên vận chuyển đấy, mọi người có thể hoàn hảo về cho mình. Còn mình sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp và bất kỳ lý do nào mà mọi người đã nhận hàng rồi mới kiểm tra mới phát hiện nha mọi người. Đấy, lưu ý cho mọi người chú ý cẩn thận. Cảm ơn mọi người rất nhiều.